Chào các bạn, trên tay mình là cái máy thu bụi, máy hút bụi khi mà các bạn khoan của hãng Kärcher. Đây là cái DDC50. Đây là một thiết bị rất là hữu ích nếu các bạn hay khoan đục này nọ trong gia đình. Đây, thiết bị này nó sử dụng hai pin 2A. Nó thực sự rất là nhỏ gọn. Các bạn thấy ở phía trên đầu nó có một cái lỗ màu đen, đó là lỗ các bạn khoan. Nó có thể sử dụng mũi khoan đến 10 mm, có nghĩa là từ 1, 2 ly, 3, 4, 5, 6 ly tới 10 ly. Nó có những cái chổi bên trong, khi các bạn khoan á, thì cái chổi nó sẽ quét lên trên cái mũi khoan và bụi sẽ hút xuống dưới cái hộp chứa này. Cái hay của cái này là các bạn sử dụng chỉ cần một người thôi. Trước kia nếu như không có thiết bị này, các bạn sẽ nếu như khoan mà không muốn bụi văng trong nhà thì cần có người đứng kế bên để hút bụi hoặc là dùng dẻ để chấm bụi này nọ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không hiệu quả. Thì khi từ khi mình dùng cái này và mình khoan bắt này nọ trong gia đình, mình chỉ cần một mình thôi. Thật ra nếu có thêm một người nữa để đưa đồ thì càng hay hơn, nhưng mà việc hút bụi thì chỉ cần một cái này thôi. Nó sử dụng hai pin 2A, mở ra các bạn thấy hai cục pin. Đây là cái hộp đựng pin. Các bạn mà bấm vào ngàm này và có ngàm ở dưới đấy là có thể mở ra được. Hai cục pin 2A này có thể sử dụng khá lâu bởi vì cái motor này công suất tuy cao nhưng mà nó cũng ok. Cái hộp đựng bụi phía trên thì gỡ ra rất dễ dàng. Khi đầy bụi thì các bạn gỡ ra và đem đi rửa thôi. Nguyên lý hoạt động là khi motor chạy và nó sẽ tạo ra chân không để nó hút cái máy vào trong tường để máy không bị rơi xuống. Đồng thời á, là những cái chổi quét sẽ quét rũ bụi vào trong hộp đựng bụi. Bây giờ mình sẽ tiến hành khoan thử và demo cho các bạn xem cái thiết bị rũ bụi máy khoan này. À, các bạn để cái này khi mà các bạn bật lên á, thì nó sẽ hít lòi trong tường này. Ví dụ các bạn đánh dấu mũi khoan lại vị trí này, đánh dấu kỹ rồi có thể để lên tường bật, nó sẽ hít lên tường luôn. Và khi mình khoan thì nó sẽ hút bụi vô bên trong, hoặc là khi các bạn đánh dấu mũi khoan ở trên đây đó, ví dụ đánh dấu mũi khoan kê khoan lên vào tường, bắt đầu bật máy lên, cái khoan vào tường và bật máy thì nó hết, nó nằm dính trên đó và mình khoan bụi sẽ dính vào đây, bụi dính vào đây. Mũi khoan đánh dấu ở đây rồi, mình sẽ treo cái này vào mũi khoan của mình, treo vào tường, bật máy. Cái này rút ra một xíu để cho bụi nó tan hết vào trong máy và máy hút là vẫn đang nằm đây. Như vậy là để giờ mình khoan mà bụi không có văng ở trong gia đình của mình cực kỳ tốt. Sau đó là trước kia phải có người đứng hút bụi cái bên thì mình giờ chỉ cần dùng cái này là được rồi.